Hello, chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Toyota. Hôm nay vào đầu tháng 11, Tình cũng muốn cập nhật cho anh em những chương trình khuyến mãi của tất cả dòng xe Toyota được Toyota Tân Tạo phân phối. Về chương trình khuyến mãi của Toyota Việt Nam đã thay đổi như thế nào, giá lăn bánh ra sao, xin mời anh em cùng Tình tìm hiểu từng dòng xe nhé. Đây, đầu tiên là dòng xe Toyota Rush. Thì như anh em được biết, Toyota Rush là dòng xe được mệnh danh là tiểu Fortuner, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Thì Toyota Rush hiện nay đang có giá bán là 634 triệu. Thì một tin vui dành cho tín đồ của anh em Toyota Rush vào tháng 11 này, thì Toyota Rush được Toyota Việt Nam thay đổi chương trình khuyến mãi. Thay vì tháng 9 trở về trước được khuyến mãi hỗ trợ 1 năm bảo hiểm vật chất, thì nay Toyota Rush đã thay đổi rồi, hỗ trợ một gói trước bạ trị giá 30 triệu. Tức là nó chênh lệch so với tháng trước là lên đến 21 triệu anh em nha. Đối với một dòng xe mà 634 triệu mà hỗ trợ được 30 triệu là khoảng tầm 50% trước bạ dành riêng cho dòng xe Toyota Rush. Anh em thấy cực kỳ ưu đãi không ạ? Thì về giá lăn bánh của Toyota Rush tại thị trường tỉnh nha, và chưa bao gồm bảo hiểm, thì chỉ khoảng 689 triệu thôi anh em nha. 689 triệu cho dòng xe Toyota Rush này. Một mức giá cực kỳ hợp lý, và anh em chỉ trả trước khoảng tầm 162 triệu là anh em đã có xe. Riêng dòng xe Toyota Rush này anh em nha, cực kỳ hợp lý đúng không anh em? Và tiếp theo dòng xe Toyota Rush thì chúng ta hãy đến bên kia là Toyota Altis. Và tiếp theo đây là dòng xe Toyota Altis. Toyota Altis đây là phiên bản 1.8G, phiên bản thể thao, hiện nay đang có giá bán là 763 triệu anh em nha. Một dòng xe Toyota Altis to đùng, có giá bán 5 chỗ, có giá bán 763 triệu. Thì báo cho anh em một tin vui nữa là Toyota Altis hiện nay đang được chương trình của Toyota Việt Nam hỗ trợ 1 năm bảo hiểm. Sorry anh em, hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ trị giá lên đến 40 triệu. 40 triệu anh em nha, 40 triệu tiền mặt. So với thời điểm trước thì 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng tầm 18 triệu. Thì ở đây hỗ trợ tiền mặt 40 triệu là thông tin là 40 triệu là chênh lệch nhau là 22 triệu. Vậy Toyota Altis lăn bánh tại tỉnh và chưa có bảo hiểm, nó chỉ khoảng 802 triệu thôi anh em nha. Và trả trước thì riêng dòng xe Altis này chỉ cần khoảng tầm 160 triệu. Giống như Rush, 160 triệu là chúng ta có xe rồi. Một chiếc xe với hình thức là trả góp qua ngân hàng. Về chương trình khuyến mãi của Toyota Altis này, hiện nay có chương trình khuyến mãi của Toyota Tân Tạo thì cực kỳ khủng. Anh em cứ hãy liên hệ với Tình qua số điện thoại 0962 86 39 39 để sở hữu ngay dòng xe Toyota Altis với chương trình hỗ trợ trước bạ lên đến 40 triệu anh em nhé. Và tiếp theo dòng Toyota Altis này thì chúng ta sẽ đến một cái dòng gọi là dòng cũng là Corolla, nhưng mà Corolla Cross. Xem chương trình khuyến mãi của Corolla Cross là bao nhiêu anh em nha. Xin mời. Xin chào anh em. Đây là mẫu Toyota Cross, mẫu xe ăn khách nhất của Toyota Việt Nam. Và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, đây là đang xu hướng ở thời điểm hiện tại. Nó giải thích lý do vì sao mà Toyota Cross luôn luôn bán chạy. Thì Toyota Cross được đán với 3 phiên bản. Toyota Cross 1.8G đang có giá bán là 720 triệu. Và Toyota Cross 1.8V là đây, là máy xăng, có giá bán là 820 triệu. Và cuối cùng là Toyota Cross 1.8HV, tức là Hybrid, xe xăng điện, thì
thì có bán giá bán là 910 triệu. Thì trên Titan là bản giá lăn bánh của dòng xe Toyota Cross. Toyota Cross thì được phân phối với rất nhiều màu sắc, bao gồm màu bạc, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu xám, màu đen và màu nâu. Đó, nó có rất là nhiều màu sắc cho anh em lựa chọn. Hiện nay chúng ta hãy cùng giá lăn bánh của mỗi dòng xe nha. Thì dòng xe đầu tiên là Toyota Cross 1.8G đang có giá bán là 720 triệu. Lăn bánh tại tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm là 795 triệu và trả trước chỉ khoảng tầm 219 triệu cho dòng xe Toyota Cross 1.8G. Tiếp theo phiên bản máy xăng, đây là 1.8 máy xăng nè. HV lại có giá bán là 820 triệu. Giá lăn bánh chỉ khoảng 905 triệu và trả trước là khoảng tầm 250 là chúng ta đã có một dòng xe Toyota Cross phiên bản full xăng với đầy đủ chức năng về an toàn Toyota Safety Sense, camera 360 độ, DVD đầy đủ anh em ha, cảm biến áp suất lốp. Và cuối cùng phải kể đến là dòng xe Toyota Hybrid. Hybrid là xe gọi là xe xăng điện, nó đặc biệt hơn bản này là nó chạy tiết kiệm nhiên liệu hơn, tại vậy có động cơ điện nữa. Thì giá bán của em nó là 910 triệu và giá lăn bánh chỉ khoảng 1 tỷ 04 triệu và trả trước chỉ khoảng 276 triệu là chúng ta đã có một chiếc xe. Đối với dòng xe Hybrid lần đầu tiên được trang bị tại thị trường Việt Nam do Toyota Việt Nam phân phối mà chỉ có giá bán 910 triệu với đầy đủ công nghệ, nên có thể giải thích vì sao Toyota Cross là một trong những mẫu xe ăn khách nhất. Thứ nhất, thiết kế mới, mẫu xe hoàn toàn mới ha, trang bị option đầy đủ như là hệ thống an toàn Toyota, cửa sổ trời, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ cực kỳ nét, ghế thì thể thao, phong cách gầm cao. Đây là xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Và hôm nay tại thời điểm này thì anh em đặt mua Toyota Cross, mình không phải chờ đợi lâu nữa. Chúng tôi sẽ có, bên Toyota Tân Tạo sẽ có xe giao ngay cho anh em trong tháng luôn. Anh em hãy liên hệ đặt hàng nhé. Và tiếp theo Toyota Cross, chúng ta sẽ đến với dòng xe Toyota Fortuner anh em nhé. Xin mời anh em. Rồi, đang đứng trước mặt tình đây là mẫu xe Toyota Fortuner 1 cầu số tự động 2.4 ha. Đây là màu nâu. Thì Toyota Fortuner được phân phối tại Việt Nam với 7 phiên bản, gồm 2 phiên bản máy xăng và 5 phiên bản máy dầu. Thì 2 phiên bản máy xăng thì là nhập khẩu nguyên chiếc, còn máy dầu là sản xuất trong nước anh em ha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật về dòng xe Toyota. Thì đầu tiên Toyota Fortuner 1.8, Fortuner 2.4G số sàn đang có giá bán là 995 triệu. Tiếp theo là dòng Fortuner 1 cầu số tự động máy dầu đang có giá bán là 1 tỷ 80 triệu. Tiếp đến nữa dòng Toyota Fortuner 2.8 2 cầu đang có giá bán là 1 tỷ 388 triệu. Và hai dòng Fortuner Legender máy dầu bao gồm Legender máy dầu 1 cầu đang có giá bán là 1 tỷ 195 triệu. Và Legender máy dầu 2 cầu đang có giá bán là 1 tỷ 426 triệu. Chúng ta đến với hai phiên bản máy xăng. Phiên bản máy xăng 1 cầu nhập khẩu đang có giá bán là 1 tỷ 154 triệu. Và dòng xe máy xăng 2 cầu thì đang có giá bán là 1 tỷ 244 triệu. Tất cả là 7 dòng xe. Thì nhận được tin vui là hiện nay Toyota Việt Nam đang có chương trình hỗ trợ 1 năm bảo hiểm vật chất cho dòng xe Fortuner 1 cầu số tự động và hai dòng Fortuner Legender là 1 năm bảo hiểm vật chất, dao động từ 14 đến 19 triệu tùy vào mỗi phiên bản anh em nhé. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giá lăn bánh của mỗi dòng xe. Trên tay tình đây là giá lăn bánh tổng hợp của từng dòng xe. Tức là giá tổng hợp cao nhất chưa bao gồm chương trình khuyến mãi của Toyota Tân Tạo anh em nhé. Để biết được chương trình khuyến mãi thì hãy liên hệ với Tình qua số điện thoại 0962 86 3939 anh em nhé. Thì đầu tiên Toyota Fortuner máy dầu số sàn hiện nay đang có giá bán là 995 triệu
và lăn bánh là 1.098.000.000. Và anh em mua xe chỉ trả trước khoảng 257.000.000 là chúng ta có xe rồi, cho một dòng xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn. Và tiếp theo đây là Fortuner số tự động đang có giá bán là 1.080.000.000 và giá lăn bánh tại tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm là 1.191.000.000 anh em nha. Và lăn bánh thì chúng ta chỉ trả trước khoảng tầm 277.000.000 thôi. Dòng này thì được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, trị giá khoảng 14.000.000. Và tiếp theo là dòng Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu, hiện nay đang có giá bán là 1.388.000.000. Và giá lăn bánh tại tỉnh là chỉ 1.530.000.000 và chúng ta trả trước là 400.000.000 cho dòng xe Toyota Fortuner 2 cầu máy dầu. Và phiên bản Legender, phiên bản đặc biệt với bản 1 cầu đang có giá bán là 1.195.000.000. Giá lăn bánh tại tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm, bảo hiểm được tặng rồi anh em nha, là 1.318.000.000. Và trả trước, chúng ta trả trước chỉ khoảng 322.000.000. Mẫu Legender 1 cầu thì cũng được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất của Toyota gói vàng, trị giá khoảng 16.000.000. Và tiếp theo là mẫu Toyota Fortuner Legender 2 cầu 2.8 máy dầu, hiện nay đang có giá bán là 1.426.000.000. Và đến với cái giá lăn bánh của Fortuner 2 cầu Legender thì đang có giá bán là 1.572.000.000 và trả trước, chúng ta trả trước khoảng tầm 400.000.000 là có xe. Đó là 5 dòng xe máy dầu của Toyota tại thị trường Việt Nam. Và tiếp theo là 2 dòng xe máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, từ Indonesia. Máy xăng 1 cầu hiện nay đang có giá bán 1.154.000.000 mới thay đổi anh em nhé. Thì giá lăn bánh của nó là chỉ khoảng 1.273.000.000 và chúng ta trả trước là 340.000.000. 340.000.000 chúng ta cũng có một phiên bản máy xăng nhập khẩu. Và tiếp theo là phiên bản máy xăng 2 cầu, hiện nay đang có giá bán là 1.244.000.000. Và giá lăn bánh là 1.372.000.000 và chúng ta trả trước khoảng tầm 370.000.000 là chúng ta đã có một dòng xe Toyota máy xăng Fortuner. Cái đó là Tình đã giới thiệu về tất cả 7 phiên bản của Toyota Fortuner. Thì chúng ta hãy nhớ giùm Tình là 3 phiên bản máy dầu, bao gồm máy dầu số tự động 1 cầu đây và 2 phiên bản máy dầu Legender đã có chương trình khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất xe anh em nhé, trong tháng 11. Còn về chương trình ưu đãi thì anh em hãy liên hệ với Tình qua số hotline 0962 86 39 39 để nhận được cái ưu đãi tối đa nhất từ Toyota Tân Tạo. Giá Tình báo giá lăn bánh chỉ bao gồm chương trình khuyến mãi của Toyota Việt Nam và những giá trị cơ bản, những chi phí cơ bản khi chúng ta đăng ký ra một chiếc xe. Còn để biết thêm chi tiết nó là lăn bánh như thế nào và chương trình khuyến mãi quà tặng ra sao thì hãy liên hệ với Tình nha, để Tình báo giá cho anh em lấy một chiếc xe vào tháng 11 hợp lý nhất và chương trình khuyến mãi quà tặng ra sao nha. Và sau dòng xe Fortuner thì chúng ta hãy đến với dòng xe Toyota Innova để xem Toyota Innova có chương trình khuyến mãi gì không anh em nha. Xin mời anh em. Rồi, đến với Toyota Innova, đây là một dòng xe gia đình 7 chỗ rộng rãi, gọi là MPV, đa dụng. Thì thế mạnh của Toyota Innova là sự rộng rãi, đa dạng, đa dụng. Và chúng ta cùng tìm hiểu nha. Toyota Innova thì được phân phối chính bao gồm 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản Innova Venturer đang có giá bán là 879.000.000. Venturer thì là một phiên bản thể thao số tự động anh em nhé. Tiếp đến thứ hai là phiên bản Toyota Innova G, hiện nay đang có giá bán là 865.000.000. Innova G là số tự động. Và cuối cùng là Innova E số sàn đang có giá bán là 750.000.000. Thì đó là 3 dòng xe cụ thể. Thì hiện nay chương trình khuyến mãi Toyota đã có sự thay đổi cho 2 dòng Toyota Innova
gồm Toyota Innova E số sàn và Toyota G số tự động. Là thay vì hỗ trợ 3 năm thay nhớt miễn phí thì bây giờ Toyota đã thay đổi luôn bằng tiền mặt luôn, là hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 15 triệu dành cho Toyota Innova E và Toyota Innova G. 15 triệu nha, một phần lệ phí trước bạ. Cái đó là chưa có chương trình khuyến mãi của Toyota tân tạo. Vậy thì giá lăn bánh của dòng xe Toyota Innova nó sẽ như thế nào anh em? Cùng Tình tìm hiểu. Đầu tiên, trên tay Tình đây nè, là bảng giá lăn bánh mới nhất của tháng 11 2021. Tức là Toyota Innova E số sàn đang có giá bán là 750 triệu và giá lăn bánh tại tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm là chỉ khoảng 813 triệu và trả trước chỉ khoảng tầm 170 triệu là đã có xe rồi, một dòng xe Toyota Innova E số sàn cho anh em. Tiếp theo là Toyota Innova G đang có giá bán là 865 triệu, được hỗ trợ 15 triệu trước bạ và giá lăn bánh Toyota Innova G là 940 triệu và trả trước chỉ khoảng tầm 213 triệu thôi. Và cuối cùng là dòng xe Toyota Innova Venturer có 3 màu sắc, màu đỏ, màu đen và màu trắng ngọc trai. Thì đối với dòng xe Toyota thì màu trắng ngọc trai thì sẽ cộng thêm 8 triệu anh em nhé, 8 triệu. Thì giá lăn bánh của nó là như thế nào? Thì hiện nay Toyota Venturer đang có giá bán là 879 triệu. Giá lăn bánh ở tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm là dao động chỉ khoảng tầm 970 triệu và trả trước là 232 triệu là chúng ta có một dòng xe Toyota Innova Venturer. Anh em thấy rất là tuyệt vời đúng không? Đó là chưa có chương trình khuyến mại gì của đại lý Toyota tân tạo ở đây hết. Đó. Thì có một số anh em có hỏi với Tình là tại sao cái giá luôn luôn báo cao. Thì Tình báo cho anh em là giá tạm tính bao gồm 3 rem trước bạ, công an đăng ký đăng kiểm, nhưng chưa bao gồm khuyến mãi và quà tặng anh em nha. Nhớ giúp Tình với. Còn muốn khuyến mãi quà tặng cứ hãy gọi qua Zalo hoặc là Messenger hoặc là điện thoại để Tình có thể là trả lời cho anh em. Đó là tổng hợp 3 dòng xe của Toyota Innova. Và tiếp theo đây chúng ta hãy đến dòng xe Toyota Vios. Chương trình khuyến mãi là gì anh em nhé? Xin mời anh em. Toyota Vios là dòng sedan 5 chỗ cỡ nhỏ của Toyota. Hiện nay Toyota Vios là một trong những dòng xe bán chạy của Toyota với số lượng hàng rất là cao. Thì Toyota Vios được phân phối với 4 phiên bản. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng phiên bản một nhé. Đầu tiên là phiên bản Vios E số sàn hiện nay đang có giá bán là bao nhiêu ạ? Là 478 triệu. Tiếp theo là dòng xe Toyota Vios E số tự động hiện nay đang có giá bán 531 triệu. Và còn hai dòng xe Toyota Vios, đó là Toyota Vios G cao cấp đang có giá bán là 581 triệu. Và cuối cùng là Toyota Vios GRS phiên bản thể thao đang có giá bán là 630 triệu. Thì giá này là giá niêm yết từ Toyota. Nếu anh em lấy màu trắng ngọc trai thì sẽ cộng thêm 8 triệu nữa anh em nhé. Và tiếp theo, chương trình khuyến mãi nó ra là làm sao nhé. Thì hiện nay vào tháng 11 thì Toyota Việt Nam đã có thay đổi chương trình khuyến mãi dành cho Toyota Vios. Thay đổi anh em ạ. Tức là thời điểm trước thì đã có là hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ dành cho dòng xe Toyota Vios E này nè, chỉ khoảng là 16 triệu và một camera hành trình. Thì bây giờ tháng 11 Toyota Việt Nam đã thay đổi chương trình hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ dành cho dòng xe Toyota Vios E. Hai Vios E đây là 25 triệu cộng thêm một cái camera hành trình nữa, thêm 4 triệu rưỡi nữa là tổng cộng. Riêng dòng xe Toyota Vios E số tự động và E số sàn thì đang hỗ trợ được đến là 29 triệu. 29 triệu anh em nhé. Một dòng xe nó là 50% trước bạ, đúng không ạ? Nhà máy hỗ trợ 50% trước bạ rồi. Về dòng xe Toyota Vios G và GRS
thì Toyota Việt Nam còn khủng hơn nữa, là hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu tiền mặt và một camera hành trình chính hãng. Tổng giá trị chương trình của hai dòng xe Toyota Vios G và GRS lên đến 34 triệu 500. Anh em thấy ghê không? 50% lệ phí trước bạ với một dòng xe cỡ nhỏ này. Nếu nhà nước mà hỗ trợ được 50% nữa thì có thể chúng ta mua xe không phải tốn tiền trước bạ mà còn được nhận khuyến mãi của Toyota nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy đến với giá lăn bánh và trả góp như thế nào nhé. Thì hiện nay Toyota Vios E số sàn đang có giá bán là 478 triệu và giá lăn bánh tại tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm nó chỉ khoảng 504 triệu thôi, và trả trước là 106 triệu là có xe rồi anh em nhé. Là Toyota Vios E số sàn. Tiếp theo Toyota Vios E số tự động với giá xe 531 triệu, chương trình khuyến mãi của Toyota là 25 triệu cộng một camera hành trình. Vậy giá lăn bánh của em nó chỉ khoảng tầm 562 triệu cho biển số tỉnh chưa bao gồm bảo hiểm, và chúng ta trả trước, đặc biệt là trả trước chỉ khoảng 122 triệu là chúng ta có xe. Và dòng Vios tiếp theo nữa là Toyota Vios G. Toyota Vios G đang có giá bán là bao nhiêu ạ? 581 triệu, đúng không ạ? Hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu và một camera hành trình 4 triệu rưỡi nữa. Thì giá lăn bánh ở tỉnh và chưa bao gồm bảo hiểm của Toyota Vios G là 612 triệu và trả trước khoảng 130 triệu thôi. Đơn giản. Cuối cùng là dòng xe Toyota RRS phiên bản thể thao đang có giá bán là 630 triệu. Giá lăn bánh đã bao gồm hỗ trợ 30 triệu là 666 triệu và trả trước khoảng tầm 150 triệu, cực kỳ ưu đãi. Với dòng xe Toyota Vios này, Toyota Việt Nam đã hỗ trợ được cho khách hàng 50% lệ phí trước bạ. Ngoài Toyota Việt Nam hỗ trợ thì đại lý Toyota Tân Tàu cũng có một chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Hãy liên hệ cho Tình qua số điện thoại 0962 863939 để nhận được chương trình khuyến mãi anh em nhé. Rồi, thì đó là tất cả cái chương trình khuyến mãi của những dòng xe Toyota Altis, Toyota Rush, Cross, Fortuner, Innova và Vios. Thì nãy giờ Tình cũng đã giới thiệu cho anh em về giá lăn bánh của những dòng xe được bán tại Toyota Tân Tạo. Những giá lăn bánh cơ bản chưa bao gồm chương trình khuyến mãi của Toyota Tân Tạo. Anh em hãy liên hệ với Tình qua số điện thoại hotline 0962 863939 và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Tình nhé. Và Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ. Tình xin chào.